Bây giờ đến lúc cầm gậy bằng hai tay. Để làm được như vậy, trước tiên phải học cách cầm gậy và cấu trúc của gậy. Thiết kế của gậy chỉ rõ phần dành cho tay trái nắm. Nếu bạn thuận tay trái, thì chỗ này sẽ dành cho tay phải. Với người thuận tay phải, tay dẫn hướng lại là tay trái. Điều rất quan trọng là bạn phải đặt nó vào đúng vị trí. Một trong những lỗi người chơi golf thường gặp là vị trí tay trái đặt không đúng chỗ. Vì vậy, tôi muốn các bạn nắm được điều này ngay từ đầu, đặt tay trái thật chuẩn. Chúng ta lại lấy gậy sắt số 9. Với bàn tay trái, bạn có thể thấy chỗ đánh dấu, cắt chéo qua bàn tay. Tôi phải nói đi nói lại nhiều lần khi hướng dẫn mọi người cầm gậy, vì mọi người thường cầm như thế này. Như vậy là quá cao trong lòng bàn tay. Không tốt cho trò chơi này, bởi vì nó gây ra sự căng thẳng quá mức. Nó không cho phép bạn thả lỏng tay, điểm rất quan trọng khi vung gậy để tạo ra sức mạnh tối đa. Vì vậy, hãy hạ thấp nó xuống theo lòng bàn tay, xuôi theo hướng các ngón tay. Bây giờ bạn sẽ thấy nếu tôi nắm nó lên, rồi xê dịch bàn tay từ góc này. Tôi đặt nó ngang qua chỗ gập cong của ngón trỏ, bên dưới phần bụng của ngón tay út, rồi tôi nắm tay lại. Khi tôi nhìn xuống, tôi có thể thấy hai hoặc ba chỏm khớp ngón tay trên mu bàn tay trái. Tay tôi tạo một góc nhỏ ở đây, tại mặt đồng hồ. Ngón tay cái trỏ thẳng xuống dưới, cây gậy được nắm chỉ xuống dưới, và ngón cái cùng các đốt này phối hợp với nhau. Hãy tập luyện cẩn thận với động tác này. Bạn chỉ cần nắm nhẹ, cảm nhận nó theo hướng các ngón tay. Chỉ cần ấn nhẹ bằng các ngón tay ở đây, không cần mạnh. Chỉ cần đủ để bạn giữ được cây gậy. Với tay phải cũng có một số kiểu nắm. Một kiểu phổ biến nhất được gọi là nắm chồng tay, với ngón út tay phải đặt lên trên cùng. Nó nằm trong các ngón tay khác, rồi nhô lên trên sao cho bàn tay được đặt khít và thoải mái, hướng tới bàn tay trái. Bạn có thể thấy hai bàn tay hoạt động như một. Bạn không nắm như nắm một cái búa. Bạn cần cảm thấy các ngón tay được thư giãn. Và nếu nhìn vào hình chữ V giữa ngón cái và ngón trỏ, thì nó sẽ hướng tới vai phải của bạn, tay phải song song với nó. Như vậy, hai tay có thể cử động thống nhất. Vì vậy, cầm gậy đúng cách có ý nghĩa rất quan trọng. Các bạn cần tập cho quen, cho đến khi có cảm giác tự nhiên. Bởi vì lúc đầu người mới chơi có vẻ cảm thấy lúng túng. Nhưng tôi chắc chắn rằng, những người chơi giỏi thường bắt đầu bằng việc cầm gậy đúng cách. Do vậy, bạn cần cầm gậy theo cùng một cách. Như vậy là xong phần cầm gậy. Bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng thực hiện một cú đánh. Phát triển cách swing. Các bạn đã cùng tôi đi được một quãng đường. Bây giờ hãy cầm lấy gậy. Chúng ta sẽ học một số cách đánh. Rất đơn giản, như khi ta lắc lư cây gậy bằng một tay. Còn với hai tay, tôi muốn các bạn cảm thấy cánh tay trái di chuyển ngang qua cơ thể, như tôi vung ở đây. Cánh tay trái của tôi di chuyển ngang qua sát ngực, chỉ gặp lại khi được nửa quãng. Khuỷu tay phải của tôi trỏ xuống dưới. Bây giờ tôi swing ngược lại, hướng tới chỗ sẽ đặt quả bóng. Và tôi vung sang phía bên kia. Cánh tay phải của tôi di chuyển ngang qua sát ngực, còn khuỷu tay trái rơi xuống dưới. Vậy là qua cú swing này, ta cảm thấy cánh tay trái và khuỷu tay phải xuống dưới. Cánh tay phải ngang qua ngực, khuỷu tay trái xuống dưới. Tôi làm đi làm lại động tác này. Nên nhớ luôn cảm nhận thấy cây gậy, đừng nắm nó quá chặt. Cảm nhận cho đến khi gậy đánh trúng bóng. Điều này rất quan trọng. Vậy hãy tiếp tục, ra phía sau rồi ra đằng trước. Cánh tay trái ngang sát qua ngực, cánh tay phải ngang sát qua ngực. Và bạn có thể nhìn thấy khuỷu tay trái của tôi trỏ xuống, rồi đến khuỷu tay trái chỉ xuống dưới. Đó là cách tuyệt vời để học cách đánh này. Tôi nhận ra điều này bởi vì nó đem lại cho tôi cũng một cảm giác, một nhịp điệu. Đó là nhân tố then chốt trong một cú đánh tốt. Khi tôi làm động tác này, tôi có cảm giác rằng các bạn bỏ lại tôi phía sau. Nên bây giờ chúng ta bổ sung thêm một số cử động của cơ thể. Hãy xem đầu gối trái trỏ vào, rồi đầu gối phải trỏ vào. Khi tôi vung ra phía sau, đầu gối trái di chuyển sang ngang, đầu gối phải cũng vậy.
Đó là cử động mà tôi theo dõi sát. Bàn chân phải của tôi thực sự nhấc khỏi mặt đất. Hai đầu gối bám sát nhau. Vậy hãy vung vài phút ra phía sau. Ta có thể làm như vậy ngay cả khi nhắm mắt. Bởi vì khi nhắm mắt, bạn sẽ có cảm giác và ý thức rõ ràng về sự thăng bằng. Do vậy, bạn cảm nhận rõ khi swing ra sau rồi ra trước. Hãy nhớ rằng ta không đánh bóng trong trạng thái này. Điều ích lợi ở đây là bạn học được cách cảm nhận đúng trong khi không nhìn thấy trái bóng. Hãy tập như vậy ở nhà, không có đèn hay bức tranh nào ở xung quanh, và đảm bảo rằng không có người nào ở gần quanh bạn, bởi vì gậy có thể va vào họ. Chính tôi cũng từng bị như vậy. An toàn là vấn đề rất quan trọng. Dù bạn lái xe hay đang tập đánh golf thì cũng vậy. Vậy là ra sau, ra trước. Đến khi bạn bắt đầu có cảm giác về cú vùng gậy, bạn thực sự tiến bộ. Bây giờ tôi muốn các bạn tiếp xúc với một điểm nhất định. Điểm này chính là chi. Các bạn hãy dựng một chiếc chi ở đây. Việc đầu tiên cần làm là đánh cho nó bật khỏi mặt đất. Rất dễ. Hãy làm vài lần. Không ngừng quan sát nó. Không cần phải nhìn xuống mãi như thế, mà có thể quan sát nó cho đến khi gậy đánh trúng và vùng tiếp. Lúc đầu bạn có thể mắc lỗi swing vòng ra ngoài hoặc vòng vào trong. Hãy đánh trúng giữa mặt gậy, không được trúng thân hay gót gậy. Bạn cần phải tiếp xúc vuông góc. Đây thực sự là một bước quan trọng hướng tới đánh trúng bóng. Ở đây, chúng ta học cách swing và để cho bóng, trong trường hợp này là chiếc tee, tự lọt vào đường vung gậy. Hãy xem ta làm thế nào. Ra sau, và ra trước, vung nửa chừng. Đánh mạnh vào tee, cho nó bung lên khỏi mặt đất. Bạn sẽ thấy mỗi lần gậy va trúng vào nó, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Sẽ đến lúc thay vì đánh vào chi, bạn chỉ cần đánh vào cỏ, vung ra sau rồi đánh về phía trước. Vậy hãy vung ra sau hơi mạnh, rồi ra trước. Hãy nhớ bạn đang sử dụng gậy sắt số 9.